Xin chào các bạn đã đến với kênh diễn đàn online của tôi. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách đánh ballad cực hay và đơn giản. Nó là một điệu ballad dài. Như chúng ta đã biết thì ballad nó chiếm đa số những cái bài hát hiện nay, nhất là nhạc trẻ. Thì khoảng 90% nó là tiết tấu ballad nhé. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh ballad này. Và các bạn trước khi học thì chúng ta nhớ ấn đăng ký kênh để cho kênh nó đạt được 10.000 sub. Và cũng như là ấn comment và chia sẻ những clip như này nhé. Thì cách đánh như sau này. Đấy nhỉ, la này. Thấy chưa, đơn giản không? Giải nhanh như sau này. Thì chúng ta sẽ chuyển hợp âm đi, đó, sang son. Được. Đấy, view pha trở chẳng hạn. Ứng dụng vào rất là nhiều bài, để chúng ta có thể ứng dụng vào các cái bài hát ballad của chúng ta có thể nhé. Thì ví dụ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, tôi sẽ hướng dẫn qua cho các bạn một cái vòng hợp âm do, son, la, fa là các bạn hay dùng nhé. Do này. Clip sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là những cái vòng hợp âm chúng ta hay dùng, để tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xếp ngón của nó. Ví dụ tôi bảo đó, khi xưa ba mẹ hơn đàn, nghe guitar ông tên không bao giờ sao là anh, tay buông tay ba mẹ ngân vang, cuốn cuốn tê 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 đó, piano lại khó hơn nhiều, bé đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. À, chúng ta thấy không? Những cái bài nó như thế thì chúng ta có thể ứng dụng vào trong một bài. Nó rất nhiều cách đệm, nhưng mà những cái đệm này là những cái đệm mà người ta hay dùng, những dân nhạc công hay những dân chuyên nghiệp người ta hay dùng, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và những cái clip sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái cách xếp ngón, xếp ngón làm sao để cho nó hay. Thì đấy là cái cách chúng ta có thể chúng ta học tập theo, cũng như tập luyện ở nhà mỗi ngày thì chúng ta sẽ phát triển được. Chúng ta nhớ là cái ballad thì có rất nhiều người sử dụng, nhưng không phải cái nào chúng ta cũng ứng dụng được các bài hát nhé. Thì những cái của tôi cố gắng tôi chất lọc ra để cho các bạn dễ tập nhất. Đầu tiên phải đảm bảo yếu tố dễ, thứ hai là bảo yếu tố là phải nó phải phổ thông. Thì những cái bài hát về ballad nó rất là nhiều nó đấy. Nó rất là nhiều cách đánh, thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái clip theo chủ đề tiếp theo của tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.